anh chị nào đang sở hữu một chiếc Toyota Camry 2023 mà chưa biết độ gì thì vào đây tham khảo nha. Đầu tiên sẽ là một bộ màn hình Android tích hợp camera 360 độ với kích thước màn hình là 13.1 inch. Kế tiếp là tia cúp điện sẽ có tích hợp luôn đá cốp và giảm chấn cho 4 bánh. Sau một ngày thì xe cũng đã được hoàn thành xong. À, xe còn được phủ ceramic, lót chân và lót cốp nữa đó. Nếu không cần dùng lực để mở cốp nữa, vậy thì chúng ta sẽ mở cốp như thế nào? Nếu mà chán dùng remote rồi cũng không muốn dùng nút bấm trên cốp nữa, vậy thì vậy là chúng ta đã lắp đặt xong chiếc màn hình Android 13.1 inch trên chiếc Camry Hybrid 2023. Kích thước nó rất là to luôn ha. Mình sẽ để thông số kỹ thuật ở trên màn hình cho mọi người dễ nhìn nha. Ở đây sẽ có đầy đủ các tính năng luôn. Với một chiếc màn hình to như thế này thì chúng ta thoải mái quan sát bản đồ hay là camera 360. Camera 360 độ sẽ có luôn chế độ 2D và 3D nha. Đây, để chế độ 3D nè. Mình có thể thoải mái quan sát cả bốn phía của xe. Như vậy thì mình sẽ lái xe được an toàn hơn ha. Đây, hình ảnh khá là sắc nét luôn. Ở đây sẽ có đầy đủ các ứng dụng mà chúng ta cần như là hỗ trợ giọng nói Kiki nè, Google Maps nè, web nè. Bên đây thì sẽ có Vietmaps S2 và YouTube Premium. Cái Vietmaps này thì bên mình đang đợi khách lại để kết nối ha. Bây giờ mình coi Google Maps đi. À, anh em cứ thoải mái chạy xe. Cái màn hình này nó hiển thị khá là nét á. Đây, mình chạy xe thì chắc mình chỉ có nghe nhạc thôi. Còn nếu mà chở thêm người nữa thì có thể mở phim. Chứ đừng có vừa chạy xe vừa coi phim nha. Nhạc trẻ remix. Cái hỗ trợ giọng nói Kiki này thì mình thấy khá là tiện luôn á. Có nghĩa là khi mình chạy thì mình cứ nói thôi, không cần bấm nó sẽ bị phân tâm á. Đặc biệt là các thông tin của xe sẽ đều được hiển thị trên màn hình này. Đây, bên đây là hiển thị điện, bên đây là xăng nè, cài đặt nè, áp suất lốp, âm ly, cái này mình điều chỉnh loa zin của xe, thông tin nè. Tại vì có một số màn hình á, khi mà mình lắp lên thì nó sẽ mất đi cái phần này ha. Tính năng bảng điều khiển ở phía sau á, vẫn giữ được nguyên zin, điều khiển được trên cái màn hình mà mình vừa lắp luôn. Ở đây là điều chỉnh ghế nè, ngã ghế, lên ghế nè, volume nè, nhạc nè, đây. Đó, ở đây mình bấm thì cái màn hình trên kia nó sẽ hiển thị ha. Đây, cái điều đặc biệt đó là mình có thay màn hình Android đi nữa thì tất cả các tính năng zin đều sẽ được giữ nguyên cho xe.